Thì hôm nay á, thì mình sẽ chia sẻ cho anh chị em luôn cái dòng máy in ha, cũng là Canon. Mà cái máy này nó có chức năng là gì mọi người? À, máy in này Canon 6030W, cũng là Canon. Nhiều anh chị em hay hỏi là cũng là Canon mà sao tôi thấy có một cái máy Canon như Canon hàng chính mà nó không in qua wifi được, mà cái máy này in qua wifi được. Cái máy này in qua wifi được nha. Nó có chữ W ở đằng sau là in qua wifi được. À, Canon 6030W, cũng có Canon 6030 nhưng mà không có chữ W ở đằng sau là không in qua wifi được, hay còn gọi là in không dây được ha, ha anh chị em mình ha. Thì hôm nay cái máy in này này mình sẽ chia sẻ cho anh chị em luôn cái dòng máy này này. Máy này thanh lý ha, máy này thanh lý à, khách đem vô thanh lý ha, máy còn rất đẹp nên anh chị em nào mà có nhu cầu thì gã luôn ha, hữu duyên rồi gã luôn. Rồi mình sẽ test thử cho mọi người coi cái máy này in có đẹp hay không, và có ưu điểm của dòng này như thế nào và nhược điểm của dòng này như thế nào ha, để cho anh chị em mình hiểu rõ hơn ha. Đây, mình sẽ test một bản rồi mọi người coi ha, tốc độ của máy ha, kéo giấy rất là êm ha. Đây mọi người coi cái bản in nha. Đó, tốc độ này, tốc độ rất nhanh ha. Đó. In rất là đẹp và nạp mực luôn. Đó. Nạp mực ha. Rồi, thì mình hôm nay á có những cái thắc mắc, những câu hỏi anh chị em trước khi đi mua máy in. Thì hôm nay mình sẽ giải đáp luôn cho anh chị em mình luôn cái dòng máy in Canon 6030W này, cái ưu điểm của nó là gì và cái nhược điểm của nó là gì, và cái dòng máy in này là nó có nạp mực lại được hay không. À, nhiều anh chị em đi mua máy in là quan tâm nhất cái này ha, nhớ để ý chỗ này là phải coi thử là cái máy này có nạp mực được hay không ha. À, không phải thấy nó rẻ, nó đẹp, vóc dáng nó như ngọc trinh cái là mua về xong rồi cuối cùng gì không bơm mực được là chế sai lầm ha, đó là sai lầm. Thì hôm nay là mình xoay cái dòng máy này như thế nào, nó nhỏ gọn ha. Tắt nguồn này, nguồn như đây, tắt thôi, mình tắt. Rồi ưu điểm của cái dòng máy này mọi người coi trên cái bàn làm việc rất là nhỏ gọn. Đây cái bàn làm việc của mình luôn mọi người coi ha, nó rất là nhỏ gọn, nó không có chiếm diện tích trên cái bàn làm việc của mình. Đó, mọi người thấy không, nó nhỏ lắm, di chuyển được, ôm đi đâu cũng được hết. Đó, đi ra công trình hay là đi du lịch hay là đi làm việc gì đó cầm theo, bỏ trên xe, trên cốp xe là đi thôi. Đó, nó rất là nhỏ gọn ha. Rồi cái thứ hai là cái ưu điểm của nó là nó in được qua wifi. Tại sao? Nó có chữ W này mọi người. Mọi người in qua điện thoại được, in qua iPad được, in qua không dây được, laptop không dây đều in ok được hết ha. Đó là cái nhược điểm của thằng này, cái ưu điểm của thằng này. Và cái nhược điểm của dòng này là như thế nào? Cái hộp mực xài được có 1500 trang thôi, còn Canon hàng chính nó xài được 2500 trang ha. Đó, nhưng mà mọi người không sao hết ha, tại vì cái hộp mực này mọi người coi nó đó, nó nhỏ nhưng mà vậy nó cho mình nạp mực được. Còn những cái sản phẩm mà nó nhỏ nó không cho mình nạp luôn, hoặc là hết mực á phải thay chip đó, thay chip mực. Còn con này á là thay chip chỉ có 5.000 hay 10.000 gì thôi, nó không có tốn tiền của mọi người rất nhiều, mà không, mọi người không cần phải thay, vẫn cho nạp, vẫn cho in bình thường ha, nó không khóa chip ha. Đó là cái ưu điểm của con này rất là ok. Rồi hộp mực cũng rẻ nữa, ví dụ là có hư hộp mực thì mua tầm trên Shopee dưới 500, còn mua loại tốt thì khoảng trên 500. Rồi đó là cái dòng đặc điểm của cái máy này đó. Rồi cái ưu điểm nữa là cái gì, cái máy này nè nó nạp mực được, sửa được, sửa chữa được, thông dụng, linh kiện mua đâu cũng có hết đó, nhỏ gọn, di chuyển đó, giá rẻ. Rồi anh chị em nào có hữu duyên cần tư vấn về cái dòng máy này, đây là dòng máy thanh lý ha, máy đã qua sử dụng nha, không phải là máy mới ha. Đó. Thì anh chị em mình có nhu cầu về mua máy in cũ, máy in thanh lý còn mới như video này thì liên hệ với bên mình. Đó. Bên mình chuyên cung cấp máy mới và thu mua lại máy cũ và bán ra cho anh chị em mình những cái dòng máy in cũ ha. Rồi cảm ơn mọi người rất nhiều. Anh chị em nào mà cần tư vấn hãy follow kênh và bấm theo dõi để mình ra những cái video tiếp theo ha.